Khán giả không tin Công Lý và Xuân Bắc vắng mặt, Vân Dung bị réo hỏi. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sau khi đăng hình kết chương trình Táo Quân, Vân Dung đã nhận được nhiều câu hỏi của người hâm mộ về việc thật sự sẽ không có Công Lý hay Xuân Bắc tham gia. Táo Quân 2022 đã ghi hình không khán giả vào ngày 15 và 16 tháng 1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Chương trình đã trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội do có sự thay đổi nhân sự. Cụ thể, hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Công Lý được thay thế bởi hai diễn viên trẻ Trung Duồi và Đỗ Duy Nam. Mới đây, Vân Dung đã đăng tải hình ảnh kết chương trình Táo Quân cùng với dòng trạng thái đầy tâm sự. Cô chia sẻ sau 3 ngày đêm lặn lội tập luyện cùng nhau, anh em chia sẻ ngọt bùi từng hộp cơm đoàn, từng quả táo, từng chai nước, cùng nhau trải nghiệm từng đợt test Covid. Cuối cùng cả đoàn cũng đã quay xong Táo Quân. Nữ nghệ sĩ nhận định Táo Quân năm nay rất đặc biệt với nhiều sự mới mẻ, tạo nên sự hài hước tươi mới kết hợp với sự thâm thúy trải nghiệm cuộc đời đầy suy ngẫm. Tất cả cùng tạo nên một tác phẩm chắc chắn sẽ không phụ lòng người hâm mộ. Dưới bài viết, nhiều khán giả bình luận mong chờ tới đêm giao thừa để được xem chương trình. Bên cạnh đó, vẫn có người nhìn hình không thấy sự có mặt của Công Lý và Xuân Bắc, không tin là cả hai không xuất hiện nên réo hỏi Vân Dung.